Phần cao thứ mấy? Mà thước 65 ạ. Phụ nữ mà thước 65 thì cũng cao nhỉ. Tôi thước 65 mà tôi lại phải đứng trên bục. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Phạm Thị Hoa, con 38 tuổi ở Bình Dương ạ. Con đã bỏ chú bao nhiêu năm? Con bỏ chú 18 năm. Bao nhiêu tuổi nhỉ? 38, bỏ chú 18. 20 tuổi là bắt đầu bỏ chú rồi. Rồi, lý do con bỏ chú vào như ở đâu, con quay được về lại với chú? Lý do từ lúc con lấy chồng thì chồng con ngoại đạo, con không được làm cấp phép, con đi xin tội rước lễ không được, cho nên nhà thờ mà con không được rước lễ con buồn lắm á. Là ma quỷ dữ nó cám dỗ con, nó bảo mày đi nhà thờ làm gì, đi nhà thờ mà không được rước lễ đừng có đi. Và thế là con bỏ chúa rồi, cách đây một năm lúc bố con mất á, con cũng về là nắm ma bố con, là lúc đó là anh chị em con là đi xưng tội rước lễ hết được, còn mà mình con cái tuổi lắm, con không làm được điều đó cho bố con, nó không buồn lắm. Từ lúc bố con mất đến giờ là coi như là bố con sinh ra con lần thứ hai ạ. Con từ đó trở đi con không bỏ chuồng, chủ nhật nào con cũng đi lễ rồi. Con không được thực lễ nhưng con cũng cứ đi. Bố mùng 1 Tết là con đi xuống dưới đây á. Mà hồi nào rồi là hồi nãy cha con nói là cha ở trong, từ bé cha sinh ra là cha đã ở trong khu đạo rồi ạ. Còn bản thân con thì ngược lại với cha, con bố con đi làm ăn xa, kiểu là đi khai phá khai hoang đấy ạ, đi dẫn dắt chúng con đi, lúc đó con chưa có đẻ nữa. Thế xong là con đẻ ở trong cái chỗ đó là hết một cái xã luôn, là chỉ có ba gia đình đạo thôi ạ, là cô con và chị chồng của cô con với bố con thôi ạ. Là từ bé tới lớn là lúc nào cũng chúng con cũng bị mấy người bên lương nói là cái dân tộc đó, cha nói là mày là đạo đất, mày là đạo đất, là giống như kiểu là mày là đạo ngu đấy ạ. Đạo gì? Đạo ngu à? Con buồn lắm, nhưng mà thế chừng mà con lớn con đi làm chứng minh thì con đứng trước mặt cộng đoàn đây và đứng trước mặt cha, con xin lỗi Chúa, con không dám khai là con có đạo, con nghĩ là con không có đạo gì hết. Bây giờ cái chứng minh của con cũng vẫn thế, nhưng mà từ lúc bố con mất bây giờ là con không bỏ Chúa nữa. Ngày nào con chủ nhật là con cũng đi lễ và con thường xuyên đọc kinh cầu nguyện xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con. Còn bữa hôm mùng 1 Tết là con đi xuống đây, cha hồi xưa giờ là con khô khan lắm, con không biết gì, tại vì đâu có ai dạy gì đâu, con không biết gì, con chỉ nghe bố mẹ nói là ở đạo dẫn dạy như thế rồi đọc kinh trong sách, con chỉ hiểu biết về thế thôi, con không biết gì cả, con cũng chẳng biết rước lễ thiêng liêng nữa, rước mình máu Chúa thiêng liêng nữa. Nên con mùng 1 Tết con xuống con nói với cha đó, con chỉnh cha đó, cha bảo bây giờ là con bị giới đạo như thế thì không xưng tội rước lễ được, nhưng mà con rước lễ thiêng liêng đi. Con bảo con không biết, thế cha dạy con là lúc mà họ lên rước lễ thì con nói là đại Chúa, con khao khát được rước Chúa vào lòng, nhưng mà vì tội lỗi của con không thể, con xin Chúa ngự ở trong lòng của con để cho Chúa sống ngự ở trong con, và nhờ có Chúa thì con sẽ không bỏ Chúa nữa. Từ đó trở đi này, từ hôm Tết tới giờ con biết rước lễ vậy, chứ còn xưa giờ con chẳng biết rước lễ, con cứ ngủ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là cái tâm trạng, cái tâm tư và cũng là cái mối đau lòng của nhiều người. Thứ nhất là chúng ta thấy khi một người phụ nữ lớn lên thì phải lấy chồng. Mà tôi nói tại sao mình không lấy người có đạo bỏ thứ cha? Thứ nhất là không có đứa có đạo nào nó thương con, mà có đứa có đạo con lại không thương nó. Bây giờ sao đây? Có phải chuyện đó? Rồi vì những người không có đạo họ lại thương con, họ lại đối xử tốt với con và con cũng thương họ. À, tới gì con phải lấy người có đạo mà con không thương, rồi lại bỏ người không đạo mà con thương và nó cũng thương con. Cho nên đó là cái điều mà rất khó thêm chiền. Nhiều người làm cha làm mẹ cứ than thở, thế chú con buồn lắm, trời con nó lấy đứa không có đạo. Tôi bảo rằng bây giờ chị lựa chọn đi, nó lấy một đứa không có đạo mà thương nó,
hoặc là lấy một người có đạo mà tối ngày đánh nó để chỉ chọn ai? Người có đạo có sai không? Người có đạo đó nên cho thấy bao nhiêu người lên làm chứng đó, lấy chồng có đạo rồi chính cái người chồng đạo gốc ấy lại là người mà bỏ đạo, lại là người mà cờ bạc rượu chè rồi đánh đập vợ con của mình, làm gương mù gương xấu. Thì bây giờ chúng ta lựa chọn một người không đạo đoàn hoàng thương mình với một người có đạo mà lại bê bối, con lựa chọn ai? Con lựa chọn người con thương ạ, người không có đạo. Cứ phải chấp nhận như vậy thôi, đó là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chính vì vậy mà giáo hội đã cho phép là chuẩn khác đạo, có nghĩa là đạo ai người nấy giữ. Và khi chuẩn khác đạo như vậy thì vào cha sở, và cha sở làm cái hồ sơ xong đó trình lên giám mục, giám mục sẽ ký nhận và cho được chuẩn hôn phối khác đạo. Có nghĩa là con là người công giáo thì con giữ đạo, còn người không công giáo thì họ cứ giữ đạo của họ, hai bên tôn trọng nhau, không ép họ phải theo đạo, mà chỉ có là người công giáo hứa sẽ sống tốt để làm gương sáng, nhờ đó mà người không đạo họ được ơn quay trở về. Ngày xưa cũng còn bắt buộc là phải cho con mình rửa tội, bây giờ giáo hội thấy cái điều đó cũng không được, cho nên là rộng rãi hơn là không có bắt buộc là phải cho con mình rửa tội, nhưng mà làm hết sức để cho con mình được rửa tội. Tại vì cái người không có đạo nó bảo hà tới gì, nó bà với tôi hai vợ chồng cùng là đẻ ra một đứa mà sao cứ bắt nó phải theo đạo bà mà không cho theo đạo tôi, đúng không? Người ta cũng có lý của người ta, tại vì người ta cũng cho rằng đạo người ta là hay, mình sao mình biết được, phải không ạ? Mình mà cứ cho người ta là dở thì người ta cũng cho mình là dở. Còn nếu ta tôn trọng họ thì họ cũng sẽ tôn trọng ta. Và qua cái cách sống của ta, cách sống là để cho người khác được sống và sống dồi dào, cách sống đó họ sẽ bảo ô đạo công giáo hay thật, họ sẽ theo. Đó là sau chuyện sau tự do của họ, và Chúa sẽ, Thánh Thần sẽ làm cái công việc đó, chứ không phải là chúng ta. Chúng ta không có làm cho em trở lại được hết, chúng ta chỉ có làm gương sáng thôi. Rồi chuyện trở lại là Chúa Thánh Thần qua chúng ta, dùng chúng ta tác động với họ để họ quay trở lại, chứ không phải là con làm cho chồng con được quay trở lại. Thưa cha, con mới đi làm cho ba người được quay trở lại. Đừng có kiêu ngạo, đừng có cướp công của Chúa, không có ai làm cho người khác được quay trở lại ngoại trừ Chúa Thánh Thần. Như là Phêrô trong bài đọc một hôm nay, chị em thấy là Phêrô được Chúa Thánh Thần soi sáng dạy bảo, và những người không có đạo Chúa Thánh Thần bảo rửa tội cho họ, dạy họ đạo và rửa tội cho họ. Thì Phêrô bảo là làm sao là tôi có thể ngăn cản được Thiên Chúa, nếu Chúa muốn làm sao mà ai ngăn cản được. Cho nên chúng ta an tâm mình đến đây, nếu Chúa muốn chúng ta ở đây ai ngăn cản được, nếu chúng muốn ta loan truyền lòng thương xót Chúa ai ngăn cản được, nếu chúng muốn chúng ta làm chứng cho Chúa ai ngăn cản được. Đó là việc của Chúa, nếu Chúa muốn ai ngăn cản được. Đưa tay lên mạnh lên, nếu Chúa muốn. Ôi giời, giọng vậy mà sao ta cản ta chắc ai ngăn cản được vậy, mà làm chứng cái gì? Nếu Chúa muốn đó phải như vậy, nhưng mà nếu Chúa muốn như vậy ta mới sợ được ai ngăn cản được. Éo nọc nhão làm ăn gì. Đấy là cái điều mà cô này cô đã. Rồi điểm thứ hai là đừng, những anh chị em bị rối đạo như vậy, có khi gặp người chồng họ không chịu đến nó cũng khó. Người chồng hoặc người vợ khác đạo, họ không chịu vô gặp cha, họ không chịu xin làm phép chuẩn, mà cái người này là công giáo cho nên bị rối, tội nghiệp lắm thưa anh chị em. Và mình sẽ bị cái hiểu lầm là bị vạ tuyệt thông. Thưa, không phải là bị vạ tuyệt thông, mình vẫn được đi tham dự thánh lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự các nghi thức, chỉ chưa được xưng tội rước lễ vì là bị rối. Cái rối đó là mình thất thì mình tự mình gỡ cái rối đó ra nha, tự mình gỡ cái rối đó ra. Thì anh chị em bị rối như vậy thì về gặp cha sở của anh chị em xin hợp thức hóa hôn phối. Nếu mà hai người sống với nhau mà chưa có bí tích hôn phối là có bị rối, chưa được xưng tội rước lễ, thì về gặp cha sở xin hợp thức hóa hôn phối, được chưa? Có khi mà đi làm đám cưới có hai ba đứa con mình nó đứng nó cầm rút cho mình, cầm soi đây cho mình được không? Được chứ, hợp thức hóa phối mà. Hoặc là xin như cô này về xin được nói chồng cô rồi xin phép chuẩn để chồng cô đến với cha sở của hai bên làm phép chuẩn hôn phối. Và bây giờ là không có cử hành thánh lễ những người khác đạo,
chỉ có phục vụ lời Chúa rồi cho người có đạo rước lễ, vắn tắt đơn giản để không có gây trở ngại cho người không có đạo. Người không có đạo mà bắt họ đi dự lễ như mình như vậy thì họ rất là khó chịu. Cho nên làm rất là đơn giản, phục vụ lời Chúa và người có đạo được rước mình thánh Chúa lên ký sổ xong, rất đơn giản. Cho nên giáo hội tìm mọi cách để làm cho những người không có đạo không cảm thấy ngại ngần, không cảm thấy khó chịu khi tiếp cận với người có đạo. Cái thứ ba là đừng bao giờ ta bị cám dỗ là thôi mình không, mình rối rồi, thôi bỏ đi lễ, bỏ đi nhà thờ. Đó là cám dỗ của rất nhiều người suốt 18 năm trời bị cái cám dỗ đó mà hiểu lầm là không được lễ, không được sử dụng, thôi bỏ luôn. Cảm ơn, bật điện cho nó sáng lên dùng cái. Phải bật điện cho nó sáng lên, đừng bao giờ để cho người ta ở trong cái bóng tối như vậy. Phải sáng lên, phải rực sáng lên, vì Chúa muốn đem con người ta đến vùng ánh sáng chứ không phải ở trong bóng tối. Cho nên mỗi người chúng ta phải thoát khỏi cái bóng tối đó, bóng tối của cái sự không hiểu biết, bóng tối của cái sự thiếu hiểu biết vì sợ rằng mình bị vạn truyền thông cho nên chán, không muốn đi xin tội, không, xin lỗi, không muốn đi lễ nữa. Tạ ơn Chúa vì cái chết của bố của cô ấy lại là cái chết mà cho cô ấy được sinh lại lần thứ hai. Bây giờ cô ấy mạnh dạn đi tham dự thánh lễ và anh chị em đến giờ rước lễ thì mình nói lạy Chúa con tội lỗi, con rối không được rước Chúa, nhưng anh chị em khác thì xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng vậy, được không? Được không? Được. Cho nên con chưa chắc gì những người rước lễ thật mà đã có phúc bằng người rước lễ thiêng liêng, đúng không? Rước lễ thật mà lên chăn nhau các em xếp hàng không xếp hàng cứ vậy mà chăn nhau, có ăn thua gì không? Rước lễ mà cứ đẩy đẩy người khác, xô xô người khác, té cả bà sơ, rớt cả mình thánh, con thua gì không? Đấy, anh chị em làm cái cử chỉ như vậy, thái độ như vậy mà bảo rằng mình lên rước Chúa có xứng đáng hay không thưa anh chị em? Cái cách mình lên rước lễ là không xứng đáng rồi. Mình chen nhau, mình đẩy nhau, rồi mình to tiếng, rồi đến lúc mà rước lễ thì ngồi nói chuyện. Rước xong, mình hãy chú cái tổ amen. Thầy chốc mà đi về xe nào, xe buýt 72, xe 63, chốc một xoài, một tóc, một ổi. Thầy Chúa ngự trong lòng mình, cha nói chuyện với Chúa, cứ sẵn nói chuyện với tóc, với ổi. Thầy chốc mình về mình nấu cơm cái gì, mình lẩu, mình cho nước mắm nhiều hay ít. Chứ mình chốc việc rước lễ là ngồi nói chuyện như pho rang. Như pho rang vậy. Vậy mà bảo là rước Chúa thà. Đừng rước mà rước như cái cô này, rước thiêng liêng này. Con thinh lặng lạy Chúa, con xấu hổ lắm. Bao nhiêu người được rước Chúa mà con không được. Thôi xin Chúa thương, Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Con yêu mến Chúa lắm mà bây giờ không được. Chúa ơi, Chúa bảo tao đang ở trong lòng con rồi con à. Còn mình thấy Chúa Kitô amen, rước xong đẩy té cả thường tác viên. Chú bảo tao đâu có ở đó đâu, mày đánh nhau quá, mày nói chuyện quá, tao chạy đi chỗ khác rồi, không còn ở trong ta. Mặc dù ta đang ngập mình thánh Chúa vừa mới rước vào trong lòng đấy. Thưa anh chị em, đây con cho tặng cho con tấm ảnh 18 năm con đã bỏ Chúa, Chúa không bỏ con, con đem về nha. Và đây là máy này, con tìm cách con cho chồng con nghe, để một lúc nào đó chồng con sẽ nói với con rằng hai anh em mình học đạo hoặc là chấp nhận cho con được vào nhà thờ để làm phép chuẩn hôn phối nhé. Có rồi phải không? Rồi, đây cho tặng cho con cuốn Con đường tín hạnh, có chưa? Có luôn. Ha. À, bức thư không gửi thì không còn nữa con à. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Hallelujah.